Chào mừng các anh chị và các bạn lại đến với những bài học kinh doanh của Nguyên Lê Channel. Các anh chị thấy là riêng cái này thì nó nhộn nhịp nhất là cái gì biết không? Là cái chợ cà phê, có nghĩa là sang quán cà phê, mà nó có hẳn nguyên một cái trang web gọi là quán cà phê. Thật đầu thì chúng ta nhìn vô thì cái ngành cà phê này nó rất là dễ, nhưng mà tại sao vậy? Tại sao mà có một cái quán cà phê các anh chị thấy nó tồn tại từ khoảng 10 năm nay rồi, nhưng mà các anh chị đâu có biết rằng nó qua chắc cũng ít là 10 đời chủ? Đó là do người ta sang tay hết người này đến người khác, cái quán đó nó vẫn tồn tại nhưng mà sang tay. Và tại sao mà trong vòng 10 năm mà có 10 người chủ và cũng chỉ có một cái quán, một tên nó thôi? Nên là cái câu hỏi đặt ra là có nên sang cái quán cũ lại hay không, và nó có thực sự hiệu quả hay không? Rất nhiều lý do để người ta sang quán. Mà hồi xưa có một cái lý do rất là hay mà ở đi đâu cũng thấy, đó là cái gì? Chủ quán đi định cư ở nước ngoài cho nên cần sang gấp quán. Đâu định cư nước ngoài dễ vậy các anh chị? Không khó đâu. Cho nên là trong cái câu chuyện của người ta thì chúng ta nên hiểu rằng cái ý đồ đằng sau đó, mà hầu như 90%, không phải 90 đâu, 95% là kinh doanh không như kỳ vọng cho nên người ta sang cái quán. Kinh doanh không như kỳ vọng có nghĩa là cái doanh số, cái lợi nhuận nó không đạt được cái mục đích cho nên họ bỏ đi. Thì không đạt được như kỳ vọng thì nó có rất là nhiều lý do. Một cái lý do đầu tiên cơ bản đó là sai vị trí, sai tệp khách hàng, sai vị trí cho nên họ không theo đuổi được cái triết lý kinh doanh của mình. Thứ hai, thì mới lúc đó mới nói cái chuyện thứ hai, cái này quan trọng nữa nè, đó là do chủ nhà. Có thể là chủ nhà sắp lấy lại mặt bằng luôn á, cũng có thể họ trong cái giai đoạn mà họ chuẩn bị hết kết thúc hợp đồng thì họ vội vàng họ sang. Có thể cái quán nó làm ăn được nhưng có vấn đề về mặt hợp đồng. Cái thứ ba đó là về vận hành. Có nghĩa chủ quán đã hết phép vận hành rồi, tại vì quản lý nhân sự là một trong những cái khó khăn của một cái quán. Cho nên là họ buộc lòng họ phải sang lại thôi, bởi vì họ không có đủ khả năng vận hành, thuê mướn nhân sự và điều tiết theo cách của họ nữa. Và thực sự có những người là họ thua là vì họ không còn cái thời gian để theo đuổi cái quán cà phê, quá mệt mỏi với nó. Và thứ tư nữa là mọi thứ là đỡ xuống cấp rồi, có nghĩa là họ đã khấu hao hết cái tài nguyên mà họ chi phí mà họ đã bỏ ra cho nên họ bỏ. Thì khi chúng ta xác định được cái quán đó nó sang lại thì chúng ta phải dựa trên 4 tiêu chí mình muốn nói, thì coi là cái tiêu chí nào mới thực sự là một cái tiêu chí cần thiết. Và với mình thì chi phí làm mới, nghe quý vị, chi phí làm mới nó rẻ hơn rất là nhiều chi phí sửa và làm lại. Cái chi phí làm mới là từ cái tờ giấy trắng này chúng ta viết lên thôi. Còn chi phí làm lại là phải xóa cho cái tờ giấy này nó sạch lại rồi mới viết lên. Mà đã xóa mà làm lại thì nó cực kỳ là tốn kém. Nên là các anh chị thực sự mà muốn sang lại quán thì cái quán đó phải là một cái quán tồi. Cái quán nát, cái quán không còn cái gì nữa, và chúng ta về đập phá nhẹ nhàng và xây nó lên theo hình thức của mình. Tránh cái tình trạng mà chúng ta kiếm một cái quán nó quá đẹp, quá chỉnh chu, rồi từ đó chúng ta phát triển lên. Nó có một cái như vậy là chúng ta thường hay bị quyết định bởi một cái lợi ích, mà lợi ích trước mắt. Nghe ông chủ nhà đó, ông nói là cái quán này hồi xưa, nghe ông chủ quán, ông nói là cái quán này hồi xưa anh làm là 1 tỷ á, bây giờ anh sang lại cho em 500 triệu. Ôi cha ơi, bây giờ mình không, mình nằm, mình nghe, mình thấy mình có được 500 triệu được, thích lắm, thích. Cho nên chúng ta nghĩ là chưa làm đã có lời rồi, chưa làm là đã tiết kiệm được 500 triệu rồi, chúng ta nhảy vô. Nhưng thực sự quán cà phê nó có 5 chi phí quan trọng mà các anh chị nên nhớ. Và chi phí đầu tiên là không phải là chi phí đầu tư, mà đó chính là chi phí mặt bằng. Chi phí mặt bằng đó là vị trí chiến lược hay không chiến lược, nó có nằm ngay cái vị trí mà chúng ta muốn hướng đến cái đối tượng của mình hay không. Cho nên nếu nó nằm ở cái vị trí mà đối tượng chúng ta muốn hướng đến thì chúng ta nên sang lại. Còn nó không nằm ở cái vị trí chúng ta hướng đến cái đối tượng thì dù vàng vô ở trong cái quán đó thì cũng không cách nào các anh chị vực dậy được. Không cần gì đó. Bán cà phê sáng mà rõ ràng nếu như nó nằm ở hướng đông, nắng chói chang như thế thì các anh chị có kiểu nào các anh chị cũng không thể vực dậy. Mà nếu có thể được thì nó rất là tốn kém. Nó rất tốn kém hơn. Bởi vì chúng ta không thuận thiên, không thuận địa. Có cố gắng mấy thì nó cũng được, nhưng mà có vẻ là nó sẽ không mang lại một cái kết quả mỹ mãn. Cái thứ hai
Thì mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là chính là cái phần thuê nhà. Khi các anh chị sang á, thì nên phải gặp chủ nhà à, và ba bên phải hợp lại với nhau. Cái này mình bị dính rồi. Nhiều khi á, các anh chị biết không, cái chủ quán đó thiếu nợ chủ nhà nữa. Cho nên là thôi có gì em sang quán em trả nợ cho chị. Mình giả dụ thôi nha, chứ không nói ai cũng vậy. Em sang quán rồi em trả nợ cho chị, thiếu 300 triệu mà. À, rồi bây giờ sang được 500 thì cũng còn được 200 vớt vát. Rồi tại vì cái hợp đồng nó sắp hết rồi, thì bà chủ nhà nhiều khi để lấy được 300 thôi, nhưng họ trong thâm tâm họ chỉ cần lấy được nợ là họ vui rồi. Bất chấp cái chuyện sau này bạn có gánh nợ cho người kia thì họ không có quan tâm đâu. Cho nên họ đại khái là họ ừ rồi em cứ làm đi rồi hết hợp đồng chị ký tiếp, không có vụ đó đâu. Cho nên là khi các anh chị phải sáng suốt, đừng vì 500 triệu lời trước mắt của chúng ta, đừng vì cái 500 triệu mà chúng ta ồ mình giảm được đầu tư mà chúng ta bỏ vô, mà chắc chắn với anh chị là anh chị mất luôn 500 triệu đó. Bởi vì khi khách hàng, bởi vì khi chủ nhà lật mặt với các anh chị và các bạn là các anh chị mất chắc chắn luôn. Mất chắc chắn luôn, bởi vì tất cả cái chi phí đầu tư ở trên cái quán đó các anh chị không thể lôi đi. Mà nếu có thể lôi đi được, các anh chị phải tốn tiền thuê một cái nhà khác để chứa cái đồ đó nữa, là các anh chị chết thêm lần nữa. Đó, cẩn thận với khi chúng ta bị không sáng suốt trong cái chuyện mà ham lợi trước mắt. Rồi cái chuyện thứ ba nữa là chi phí làm lại à, chúng ta thuê một cái, thấy một cái quán nó đẹp quá, mình vô mình kêu, mình cũng ước lượng là làm nó rất là tốt, nhưng mà khi đến nơi á, chúng ta mới nhìn thấy thực tế là như thế này, thì mọi thứ nó không như vẻ bề ngoài của nó nữa. Giống như cái thảm cỏ nhà mình đi hôm qua nó mới rất là xanh, nó xanh đẹp lắm, các anh chị thấy mình làm video xanh đẹp lắm, nhưng chỉ cần cắt xuống một phát là các anh chị thấy nó lộ ra những cái điểm nham nhở mà bẩn thỉu ghê liền. Nhân lát rồi mình quay cho các anh chị coi, nó nham nhở nó xấu lắm. Thì điều này muốn nói cái gì? Điều này muốn nói là những gì các anh chị thấy thì chỉ là thấy thôi, còn khi chúng ta tiếp xúc sâu nữa thì chúng ta sẽ biết ở trong đó muối mọt hư đấy rồi. Ở đây là hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Vì đa số họ sang lại là họ làm không được. Chỉ có người mua làm chứ người bán không bao giờ làm, các anh chị các bạn. Nên hãy thật sáng suốt. Thì mình khuyên theo khả năng của mình thì mình khuyên thôi. Thì các anh chị chỉ thực sự sang khi cái vị trí đó nó thực sự chiến lược. Và sang khi cái chi phí mua lại nó rất rẻ, và chỉ là mua vị trí, giống như ông chủ quán đó, ông đã giữ cái mảnh đất cho chúng ta vài năm ở đó để khách hàng quen đây có một cái quán cà phê và chúng ta làm lại theo cái định hướng mới của mình thì nó dễ dàng là thành công hơn. Chứ đừng có mua cái quá xa xỉ, nó đẹp lắm nhưng nó không phù hợp. Mà khi nó không phù hợp á thì cái chi phí của các anh chị bỏ ra nó là lãng phí, nó không có lợi đâu. Mà mua thì 10 đồng mà bán rác thì không được 1 đồng, không được 1 đồng nữa nghe. Nên là hãy thật sáng suốt như đó. Thì mình nghĩ là về cá nhân của mình á, thì mình chỉ khuyên các anh chị là vậy thôi. Và mình có làm thì mình cũng làm như vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta chỉ mua được cái vị trí của nó, chứ không có mua được gì ngoài cái sự đầu tư và những cái chén bát, những cái ly tách, những cái máy móc, không có cái gì xài được hết, bởi vì nó đã khấu hao mà cũng như là nó không hợp ý của mình đâu. Mỗi người gu thẩm mỹ mỗi khác nhau, và khi chúng ta định hướng khách hàng chúng ta phải biến cái với riêng quán cà phê thôi, thì cái thiết kế, cái đề co, cái cảm nhận ở bên ngoài nó cuốn hút khách hàng hơn ở là cái máy móc, những cái bàn, cái ghế mà nó không theo cái tâm của mình đã định hướng. Rồi chúc các anh chị và các bạn thực sự có một quyết định sáng suốt trước khi sang lại. Và nếu nó khó khăn thì contact với mình để mình có một cái nhìn nó tổng thể hơn. Mình sẽ giúp các anh chị và các bạn quyết định nó có xem cái quyết định nó có đúng đắn hay không. Nhưng mà những cái tip mình vừa đưa ra là hoàn toàn mà các anh chị có thể dựa theo để lấy kinh nghiệm của mình để mình có thể đưa ra một cái quyết định nó tốt đẹp hơn. Rồi, chúc các anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Và đừng quên nhấn like, subscribe và theo dõi kênh mình được phát sóng thường xuyên vào 19:03, 5, 7 hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt.